Trò chơi phụ này chúng ta phải diễn ra lập tức để phân thắng thua. Đội thua bị phạt, đội thắng đứng cười tủm tỉm. Chúng ta sẽ chơi hất tóc ngay bây giờ. Đứng sau cái mức đó, lấy đà không lấy đà tùy các bạn. Hất thiệt mạnh. Đội nào có bộ tóc giả xa nhất, đội đó thắng. Đội còn lại thua sẽ bị phạt. Đội nào chơi trước? Xếp xì đi. Rồi mời. 1, 2, 3. Vô, vô, vô. Rồi chồng thắng, đội thua chơi trước. Rồi. Cố lên chị Dạ ơi. Phạt là ghê lắm nha chị Dạ. Có 1m2. Làm lại được không? Không. Không. Chỉ có một lần duy nhất. Bên kia ai? Vợ là phải có chồng. Đúng rồi. Tức mắt kiến nha bạn. Coi chừng cái mắt kiến nó dính vô cái tóc là chấn vớt luôn đó. Nè. Ê. Lại được không? Lại bị giáp té. Không, không, không. Giáp té không, chúng tôi không quan tâm. Trời ơi. Hồi nay bị giáp té. Ngọc đi, anh cứu cho. Tôi thất vọng về bạn quá bạn già. Gái trời bé Ngọc dấp té thấp hơn Đạt luôn. Go. Ơi, gia đình em chắc buồn em dữ lắm đó. Phải đi, chưa qua mức mà cho nó chơi. Thôi thôi. Để làm lại đây chứ. Không, đã hất là thôi. Rớt xuống đầu là thua. Đừng đi dạy mà. Về vị trí cũ đi. Cũng không. Rớt nước mắt. Cũng mai nè. Mọi người ơi, tập trung như cô gái cay lại nè. Dắt như vậy té tấm đầu rồi. Thấp hơn người ta, bà ơi, bạn đâu mà băng. Nè, coi chừng nó rớt hai bán luôn nha. Sấy rồi. Trời ơi, chị bắt chị chứ. Ôi, đừng có chán. Coi thường tôi. Anh lượt tất cả trong cậy vào anh. Đổi lên ông chủ ơi. Trời, nó rớt giữa chừng. Sao? Đó đúng rồi anh ơi. Đúng rồi. Anh hất con ra. Lấy đà đi lên. Anh nhảy lên. Nhảy cao lên lượt. Nhảy cao lên. Hất xuống như này lượt. Đánh đầu á. Anh đánh đầu đó anh á lượt. Đừng nghe ai chị hết. Cứ tin vào thân mình. Đánh đầu đi lượt. Đánh đầu đi lượt. Chém chết. Chém chết nha. Đừng giỡn, đừng giỡn em ơi. Những người ít tóc người ta có kinh nghiệm hất tóc lắm em. Ở đây có vạch mức sẵn luôn. Đây cao nhất là đội tiến lược. Thì đội còn lại sẽ bị phạt. Bây giờ là hình phạt vô cùng đơn giản. Mỗi người sẽ tự cứ quay. Quay vậy nè, ta sẽ ra được cái vòng mình sẽ chạy. Và khi nó ngừng lại ở vị trí nào trước mặt thì mình sẽ ăn cái đó hết. Rồi. Cái này là bánh. Rồi. Sô-cô-la. Rồi, ai sẽ ăn trước? Em. Rồi, mời bước lên. Ủa, xoay rồi nè. Chưa. Ồ, em xoay. Mình bớt ăn gian lại. Rồi, xoay. Mạnh nha. Đó, trời ơi, người ta dậy múa mà. Ướt vô mặt hết. Nè, ớt chuông nè. Nhỏ biết ớt chuông. Không, không biết ăn ớt chuông nha. Rồi. Bước đáng khổ qua. Ăn. Khổ nào rồi cũng sẽ qua thôi. Gì đó, cái này ngon mà. Em quay cái nó qua tới bên đây là ngon. Tao lấy tay ăn được. Đâu anh? Nó... Bớt ăn gian lại. Đem nè. Mình ngửa ra là ăn được rồi nha. Ăn cho hết. Ăn cho hết. Ngon mà. Ủa không biết ăn qua sống hả? Ủa ghê. Cái đó là do có bầu quá chứ không phải đắng đâu nha.
Trời ơi, con giả đói bụng nó ăn hết nửa cái bánh này kìa. Rồi, bà bước lên. Thưa quý vị, chúng tôi chưa tới lượt của dạ mà dạ đã lén lút ăn nè. Bây giờ chúng tôi không cho ăn nữa, chúng tôi mới dời qua chỗ khác nè. Đúng chưa? Không được ăn nữa, bởi vì ăn nó là phạm luật. Rồi, trời ơi, con bé kia nó cũng muốn ăn lắm. Rồi, thôi, giờ quay đi nào, quay, hai ba quay. Mệt quá ha. Ồ, này, nó đang. Con bé này nó hay thiệt luôn á bạn. Số được ăn bánh mà. Thôi, cho luôn, ăn luôn đi con. Ồ, hay quá. Rồi, cảm ơn em, lui. Về nhà nhớ coi chương trình lại nha. Về nhà nhớ coi chương trình lại nha em. Vinh qua đây. Liếm không? Liếm chứ gì nữa. Em chỉ ngậm vô rồi em nhả ra lại thôi. Rồi quay. Tích tắc rồi quay vòng, tích tắc rồi quay vòng. Rồi chanh. Ủa chưa. Giữa bánh và hậu khổ qua. Ăn cả hai. Là ăn cả hai đó. Đúng rồi. Ngon. Đấy. Như vậy là ngày hôm nay các bạn đã bị phạt một hình phạt vô cùng nhẹ nhàng, chỉ có dạ là phải ăn một miếng bánh có hương vị của người khác. Bánh này chúc mừng. Trời bé. Hai ba loại ngon quá. Em mới là cái người nguy hiểm nhất trong đội bên này, anh nói thật. Non lắm, bé gái non lắm cực. Thì cho mình mẹ. Trời ơi, tôi tưởng đâu là dân bình lợi đồ dữ dằn lắm. Tham ăn quá. Dân còn ngàn, dân còn ngàn. Dân Bình Tân chất lượng, dân Bình Lợi kìa, nghe chưa? Quận 4. Dân Quận 4 chất lượng hơn kìa. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình giữa đài đường thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai tuần trên HTV7. Bây giờ anh em chúng tôi xin tạm biệt quý vị và hẹn tuần sau với chương trình 7 nụ cười. Sao?